Chúng ta đến với trận thi đấu thứ 5. Yugi cộng với bắn chim thi đấu với Tiểu Tiểu Hiệp và Nhãn Tử ở thể loại 22 AC. Tỷ số là 2 đều. Vâng, các game thủ Việt Nam chúng ta đang có những trận đấu rất hay. Bây giờ thì cả 4 game thủ của AME Trung Quốc và Việt Nam đang trở lại vạch xuất phát. Chúng ta cùng chờ xem lợi thế sẽ thuộc về các game thủ của Việt Nam hay Trung Quốc ở trận đấu thứ 5 này. Vâng, nhà của game thủ bắn chim chết dân không chết. Vâng, anh vừa có định câu hai voi và nông dân đã bị hai hit. Nhà anh thì gỗ cực tù, trận này đã thấy rừng dừa. Vâng, rừng dừa và những cây gỗ đầu thì ở rất xa, nông dân đang tạm thời bắt taxi để đi chặt gỗ. Cái giá khá đắt, có lẽ để những cây gỗ xưa. Vâng, chỉ có gỗ xưa thì mới có đủ tiền để bắt taxi đi chặt gỗ thôi. Con voi đầu tiên đang khá ngoan ngoãn, vâng, cũng kịp làm cho nông dân của bắn chim một hit. Thêm hai voi nữa, vâng, lại một bài bốn voi của bắn chim. Nhưng trận này thì hoàn toàn là không thể đẹp bằng trận bốn voi của bắn chim ở trận đấu trước, trận đấu thứ tư, các bạn ở trận đấu thứ ba. Bốn voi và hai bầy hiêu. Rõ ràng là bắn chim đã đủ đồ để có thể kích lên đời. Vâng, cuối cùng thì bắn chim cũng đã thiết kế được chiếc S đầu ở 5 phút 20 giây. Một cánh rừng dừa nhưng mà cũng khá to, khá dài. Bắn chim đang chuẩn bị câu con voi thứ ba về nhà chính nhà mình. Có thêm một cánh rừng già rồi, vâng, như vậy là ok. Đánh cung R một cánh rừng dừa, S đầu ở rừng dừa gần nhà, còn đâu những chiếc S tiếp theo sẽ ở một cánh rừng già, rất già. Bắn chim có sợ bị công vào ở cánh rừng này không? Phải chăng cái rừng này sẽ được bo về BBM? Vâng, bầy hươu này, bầy hươu 5, bắn chim đang tụ dần bầy hươu này lại, sau đó đóng S trước, phi hươu. Vâng, ở hai trận đấu đánh map rộng hơn, bắn chim và Yugi đang thể hiện được sức mạnh của mình. Tiếp tục câu con voi thứ tư về với nhà chính nhà mình. Hai mươi lăm dân, bắn chim đang giảm dần dần, 26 dân. Anh vẫn quyết định xin dân như vậy, trận này sẽ đánh 27 dân. Hai trận đấu vừa qua là hai trận đấu mà bắn chim và Yugi thi đấu rất đúng phong độ và đã giành chiến thắng. Vâng, kích đời ở 8 phút 17 với 27 dân AC. Bây giờ thì đóng S để ăn hiêu hay anh sẽ quyết định là lùa hiêu về? Vâng, rất bất ngờ khi mà bắn chim dường như đang muốn lùa hiêu về. Việc lùa hiêu về thì anh tiết kiệm được 120 gỗ và anh sẽ đóng một cái S ăn gỗ thay vì một cái S ăn hiêu. Những tính toán khá chi ly của game thủ bắn chim cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi. Vâng, như vậy là bắn chim không hoàn toàn là lùa cả một bầy hiêu rất to về nhà chính nhà mình. Anh chỉ lùa có hai con hiêu về thôi. BA sẽ đóng ở gần với chiếc BS thứ ba tại một cánh rừng dừa thứ hai. Vâng, trồi ra ngoài. Đã đủ gỗ và đủ cả thực với 27 dân khai thác. Chuẩn bị đóng nhà. Đây là BM và đây là BA. Cộng thêm một dân không? Dường như bắn chim sẽ cộng thêm dân. Cộng thêm một dân và kích đời. Vâng, 10 phút 50 với 28 dân AC. Rất chuẩn. Tiếp tục lùa hiêu về.
và cũng đã bắt đầu đóng ruộng rồi. Các bạn có thể thấy một bài có 4 voi, 2 hiêu, không cần quả phụ. Con chim đang thi đấu rất xuất sắc. Vâng, tiếp tục là những chiếc ruộng tiếp theo của game thủ bắn chim. Anh đã nâng chặt gỗ. Vâng, dường như anh đã nâng chặt gỗ rồi, ngay sau khi kích đời. Vâng, bắn chim đã lên đời xong. Và anh quyết định đánh 5 ma trong trận đấu này. Vâng, còn Yugi đánh tận 29 dân. Vâng, lên đời xong Yugi có lẽ sẽ sóc 6 BA chứ không phải là 5 BA. Như vậy là game thủ màu xanh 1 và Yugi đều lên đời muộn. Nhưng Yugi đánh tận 29 dân. Còn bắn chim và game thủ nhãn tử lên đời bằng khít nhau. Một trận cân tài cân sức. Chúng ta cùng chờ xem Yugi và Tử Diệp ai sẽ là người lên đời sớm hơn nữa thôi là có thể biết được. Vâng, tức là đầu của bắn chim đều như bắt tranh. Tiếp tục xây một dãy hàng e gần với BB và BM của mình. Khá nhiều ruộng đóng xung quanh nhà chính rồi. Vâng, hơn chục chiếc ruộng. Chuẩn bị sẽ là tơn cung R thứ hai của bắn chim. Tơn cung đầu tiên đẩy luôn, 9 giờ là mục tiêu. Vâng, tiếp tục tơn hai đều. Tham lai của bắn chim đang là 38/48. Anh vẫn sóc cả quân và cả dân rất đều. Gặp rồi, nhà của Tiểu Tiểu Hiệp. Tiểu Tiểu Hiệp lên đời siêu muộn trận này, nhưng cũng đã có tơn cung R đầu. Như vậy là không phải là quá muộn khi xem tham lai. Có lẽ là bỏ tham lai xuống thì anh đã lên đời xong. Bắn chim vừa thiết kế một chiếc BG để đóng thêm ruộng. Hai tơn của bắn chim, vâng, sẽ ốp vào tơn cung R đầu tiên của game thủ Tiểu Tiểu Hiệp. Gặp nhau, vâng, chắc chắn tơn này bắn chim là người đông quân hơn. Tiểu Hiệp cũng đánh với 5 nhà BA. Bắn chim đang tụ cung R phía đằng sau rừng của Tiểu Hiệp. Vâng, rất nhanh tay, anh chạy luôn. Phải nói rằng là cực thính. Tơn cung R thứ 3 của bắn chim vẫn 5 con, một con ra muộn. Đã 3 tơn cung R, 15 cung R rồi. Nhưng bắn chim chưa làm hại được Tiểu Hiệp cái gì cả. Gặp nhau. Vâng, hai bên gặp nhau và đều điều giờ điên đảo, chạy ngang chạy dọc. Ốp vào nhà của Tiểu Hiệp thì hơi khó. Con giếng đã làm cho khoảng cách, vâng, một khoảng trống điều giờ của bắn chim bị hạn chế đi khá nhiều. Vâng, Tiểu Tiểu Hiệp luôn luôn mang nông dân ra để quẩy. Chỉ một nông dân AC thôi với tốc độ chạy kinh hoàng cũng đã có thể thu hút được sự chú ý do những con cung R của bắn chim cầm. Chim có lẽ đang chết nhiều hơn game thủ Tiểu Tiểu Hiệp khá nhiều. Chúng ta cùng xem màn hình của Yugi. Vâng, sau tơn đấu này, đây là một tơn đấu mà bắn chim đang có thế quân đứng khá hay. Vâng, anh lại có thêm sự trợ giúp của người thân, vì vậy mà anh đang chiếm lợi thế tiến dần vào nhà BA của Tiểu Tiểu Hiệp. Tiểu Hiệp thì rất nhanh tay, anh đang điều toàn bộ nông dân én khỏi chiếc BS này, cũng như là anh cho tất cả cung R lùi sâu vào phía bên trong. Vẩy e để bắt quân của bắn chim. Có thành công không? Bắn chim lại gọi hội. Vâng, cả nông dân đi vẩy e và cả những hàng e đang làm cho bắn chim bị thiệt hại. Tơn này khá đau. Vâng, phải nói là rất đau trong tơn này. Bắn nổ thêm vài chiếc e kiếm ít gỗ của game thủ Tiểu Tiểu Hiệp. Lúc này Tiểu Hiệp đang phản công. Vâng, nhãn tử thì lại chéo sang nhà của bắn chim. Nhãn tử đang có một tơn chéo sang và Yugi phải sang cứu bắn chim tơn này. Vâng, Yugi một màu tám rất đông đang sang cứu nhà bắn chim khi mà có một tàn quân của nhãn tử công sang nhà của bắn chim. Yugi đang có tham là 59/72, có lẽ anh mới chỉ có độ 20 con cung. Đang móc máy nhãn tử rất khó chịu. Vâng, tơn cung G, vâng, tơn quân đi ảo. Và bây giờ thì Yugi đang sang để cùng với bắn chim, kết hợp với bắn chim để tiêu diệt nhà Tiểu Tiểu Hiệp trước. Các bạn có thể thấy là Tiểu Tiểu Hiệp lên đời sau bắn chim, nhưng anh điều R quá hay và có những pha lùi quân vào phía sau, đã bắt được rất nhiều quân của bắn chim. Vâng, đây là một pha chéo cánh toàn tập của Yugi.
Tuần này có lẽ là tiểu tử hiệp sẽ chết lâm sàn. Đây chính là khả năng của Yugi bắn chim. Vâng, khả năng tối đa và mạnh nhất, điểm mạnh nhất của Yugi và bắn chim chính là tinh thần đồng đội cao, gắn bó với nhau từ năm 2010 trong màu áo của Indogame. Vâng, và bây giờ là màu áo của trường phát EC. Rõ ràng rằng việc bắn chim Yugi có những sự hiểu ý nhau nhất định. Cũng là đúng thôi. Vâng, bắn Yugi đang phải đỡ một tơn công sang nhà mình của Nhãn Tử. Khi mà Nhãn Tử đã biết được rằng Yugi chéo cánh sang nhà tiểu hiệp thì Nhãn Tử đang quyết định công vào nhà Yugi bằng một tơn cung G rất to, rất đông và hung hãn. Tham lai của Yugi vẫn là 60, nhưng anh sẽ bị mất tay trong tơn này. Vâng, tơn này của anh sẽ không thể có dân làm dụng được nữa. Nông dân vẫn đang chảy cối đứng ở bãi gỗ, còn game thủ Nhãn Tử thì đang công thẳng vào bãi gỗ lớn này. Yugi thiệt hại mất khá nhiều nông dân, tham của anh chỉ còn 58/72. Toàn nông dân thương binh và chết khá nhiều rồi. Yugi đang vòng quân để bắt quân của Nhãn Tử. Vẩy e. Vâng, những pha vẩy e khá nhanh tay nhưng lại không mang lại hiệu quả cao. Nhưng vẫn còn cơ hội. Tiếp tục vẩy e không hay cầm dân đập luôn. Vâng, đập luôn. Có lẽ bây giờ Nhãn Tử sẽ là chủ lực bên phía hai game thủ Trung Quốc, còn bắn chim là chủ lực bên phía của AOE Việt Nam. Chúng ta chuyển sang màn hình của bắn chim. Vâng, tham đã là 86/100 rồi. Nhờ một tơn quân ảo đi chéo cánh của game thủ Yugi mà bắn chim đã hoàn toàn chiếm lợi thế trước game thủ tiền tiểu hiệp. Bây giờ thì anh đang tập trung vào tay to phát triển, đã lên thêm hai nhà BA nữa, cộng với một nhà nước ban đầu. Như vậy anh đang có tất cả là 8 nhà BA. Đóng BC với đóng nhà chính mới để phát triển sang nhà bắn. Xin lỗi các bạn, bắn chim mang một tơn cung to sang nhà Yugi để đỡ nhà cho Yugi. Giữ nhà của Yugi, sau đó cả hai cùng phát triển. So với một nhà phát triển bên phía của AOE Trung Quốc, đó chính là chỉ có một mình Nhãn Tử phát triển thôi. Còn lại tiền tử hiệp thì có lẽ là bây giờ anh đã cao chạy xa bay tận chân trời nào rồi. Nhà cửa đang bị ốp toàn bộ luôn. Vâng, phong cách của bắn chim vẫn là vậy. Tay rất to. Vâng, tiền tử hiệp và game thủ Nhãn Tử đang ốp nhà Yugi. Nhưng với một tơn cung quá to như thế này thì bắn chim chắc chắn sẽ giữ được nhà cho Yugi. Yugi cần phải hồi lại thật nhanh. Bây giờ thì bắn chim sẽ có một tơn quân to đi sang nhà của game thủ Nhãn Tử. Anh có cần phải giấu cung G không cho Nhãn Tử phát hiện, chứ các bạn không thể phát hiện ra để báo tin cho Nhãn Tử không? Tôi nghĩ là không cần. Ở thời điểm này thì bắn chim, vâng, anh luôn là người cầm trịch của trận đấu. Còn Yugi thì thể hiện độ lì lợm và khó chịu của mình trong cách đánh cung G. Những pha móc máy của Yugi thì vẫn mang thương hiệu. Vâng, tiểu tử hiệp, anh đang lang thang và đi ăn hoang. Đóng một nhà chính để có thể ăn được thịt hiêu. Bắn chim đang tụ hai kích cung G chuẩn bị ốp vào nhà của Nhãn Tử. Bắt đầu đào vàng để nhảy 4. Vâng, nông dân thì chơi khá nhiều. Đó là đến cái tham 125 rồi, việc quản lý cả dân và cả quân sẽ khó hơn với cái tham 67x là rất nhiều. Vâng, tiểu tử hiệp bây giờ có lẽ là anh bé chỉ bằng độ 1/3 của game thủ bắn chim mà thôi. Bắn chim đang rất cẩn thận, anh đang đưa những tơn cung G ra dãy hàng nghe của mình. Và bây giờ tụ 3 kích cung. Vâng, tụ 3 kích cung lao vào nhà của Nhãn Tử. Bắn tiếp nhà BA mới của game thủ tiểu tiểu hiệp. Bắt đầu cho nông dân đào vàng và nâng cấp cả đào vàng luôn. Với 3 kích cung này thì có lẽ là Nhãn Tử sẽ quyết sau đây cũng ít phút. Những trận đấu của bắn chim Yugi luôn giải quyết đối thủ trong vòng trước 35 phút trong game. Thường là 32 hoặc 33 phút đã xong rồi. Vâng, Yugi, anh đã bán máu thành công cho bắn chim. Tham lai của Yugi chỉ là 45, nhưng bắn chim thì đang có tham 139. Đóng liền hai nhà chính không biết để làm gì. Có lẽ là sóc dân chăng? Vâng, đi tìm rừng để ăn. Đây rồi, Nhãn Tử ra tiếp chiêu. Vâng, Yugi dường như anh chỉ còn quân thôi. Tham 45 của anh có lẽ là có tới 35 con quân và 10 con dân. Ốp toàn bộ cung R của mình. Vâng, bây giờ thì vào hiến máu nhân đạo luôn cho nhà của Nhãn Tử. Càng đánh thì có lẽ tham lai sẽ càng đè. Tiểu hiệp có lẽ là sau pha công nhà tập thể của hai nhà bên phía team, bên phía AOE Việt Nam thì chết khó khả năng có thể hồi lại được. Rất khó để hồi lại được. Trong khi bắn chim đang đứng bắn e của game thủ Nhãn Tử. Nhãn Tử đang lùi toàn bộ cung R vào phía trong nhà của mình. Bắn chim nên lùi lên dốc và bắn e trước khi cùng với Yugi công những tơn cung quyết định vào. Một cánh rừng, vâng, đã được khai thác gần hết, đang là một tấm che chắn rất tốt để cho game thủ Nhãn Tử có thể thủ được bắn chim và Yugi công vào.
Timeline của bắn chim là 148/176. Anh Sóc Dân, vâng, anh vừa côn chun lờ. Rất phũ phàng. Vẫn chưa vội ốp vào nhà của Nhãn Tử. Đi quản lại nhà tiểu tử hiệp. Có lẽ là để cho cái chết này nó từ từ hơn. Vâng, các bạn có thể thấy rằng là Yugi mặc dù là tham bé hơn tham bắn chim, chỉ là 1/3 tham bắn chim thôi, nhưng điểm số lại đang rất cao. Có lẽ là dân anh đang chạy khá tốt và chỉ số kin của anh cũng là cực nhiều. Vâng, nông dân của Yugi các bạn có thể thấy leo tèo vài con dân. Không sao cả, có lẽ là số lượng dân mà Yugi mất đi cũng là số lượng dân mà bắn chim để ra. Có cần nature nhà của Nhãn Tử không? Ba kích cung đứng ở phía bên ngoài nhưng Nhãn Tử cũng đang rất khỏe. Quản lại nhà tiểu tử nhập và đang trên con đường tích đồ để lên 4. Vâng, bắn chim đang tụt tham. Tham của anh chỉ còn 120 sau khi anh không để ý quân của mình ở Nhãn Tử và để chết khá nhiều. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, tham như bắn chim vừa giảm khoảng 2 kích cung, tầm 40 con cung R đã ra đi. Tham của anh là 123 và anh chuẩn bị nhiều 4. Thiếu một chút thực nữa thôi, lượng vàng đã quá thừa thãi rồi. Vâng, Nhãn Tử đang đẩy cung ra. Bắn chim không được chủ quan tơn này. Nếu như nhảy 4 mà không sóc cung thì hoàn toàn là bắn chim có thể bị mất nhà. Kích 4. Vâng, anh vẫn chưa kích 4. Có hai con cung R của game thủ tiểu hiệp đang làm khó cho nông dân của bắn chim khai thác. Vâng, bắn chim vừa bị công vào một tơn đau. Nhãn Tử đi đường vòng. Có lẽ là anh đi đường vòng từ nhà Yugi sang. Timeline có lẽ đang bật ngược trở lại. Kích 4. Timeline là 113. Nhưng anh đang chịu sự công phá quá mãnh liệt của game thủ Nhãn Tử. Nhưng lúc này thì bắn chim cũng đang có một tơn cung khá to lao thẳng vào địa điểm làm ăn chính của game thủ Nhãn Tử. Bây giờ anh chỉ cần thủ được nhà là sẽ thắng. Vâng, thủ nhà lên 4. Sóc những đơn vị quân đời 4 đó chính là những con hot. Hoàn toàn là game thủ Nhãn Tử không thể bật lại được. Trừ khi Nhãn Tử cũng là người nhảy 4. Vâng, lúc này thì tiểu hiệp đang đi móc máy khá khó chịu nhà của bắn chim. Khá mất tay trong những tơn này. Bắn chim đã tụt tham khoảng 60 trong, vâng, chết khoảng 100 cả đơn vị quân của dân trong những tình huống vừa rồi. Gỗ của anh đang thừa nhưng thực thì đang rất thiếu. Yugi đang hồi lại và chúng ta hãy cùng xem tham của Yugi là bao nhiêu. Tiểu tử hiệp đang có những pha móc máy khá hiệu quả. Vâng, Yugi tham 50 và số lượng quân là rất nhiều. Không thấy ai soi tham cả, có lẽ thời buổi này thì vâng soi tham. Anh chỉ soi dân của Nhãn Tử và game thủ tiểu tử hiệp mà thôi. Trận đấu đã kéo dài thêm đến 37 phút. Với sự lừng chừng của bắn chim khi không ốp vào nhà Nhãn Tử, có lẽ thế nhà đó ốp vào sẽ bị mất nhiều quân hơn. Vì vậy mà bắn chim đã chủ trương là không sóc quân và nhảy 4. Nhưng trong lúc anh chưa kịp nhảy 4 thì game thủ Nhãn Tử cũng đã có những tơn quân ảo đi vào nhà anh. Cả tiểu tử hiệp cũng vậy. Bây giờ số lượng gỗ của bắn chim là quá nhiều. Những phong cách vẩy ruộng những phong cách vẩy ruộng điên cuồng của bắn chim. Đó là một phong cách rất xì tin. Lên đề 4 xong, nâng cấp chặt gỗ 3, nâng cấp bắn chặn, sau đó là sóc hót, thủ cả pháo to luôn nếu như bắn chim cảm thấy cần. Vâng, điên cuồng vẽ ruộng. Bây giờ thì anh có lẽ cần phải tăng nông dân đào vàng. Vâng, đang đứng thủ thế để chờ quân của Nhãn Tử công lên nhà mình ở những con dốc. Bắn chim đã nâng bắn chặn cho cung gờ của mình chưa? Vâng, anh đang điên cuồng sóc dân. Vâng, anh xây pháo, anh vừa xây nhầm một nhà L. Anh pháo to thì rõ ràng Nhãn Tử không có cửa bật trong trận đấu này. Quân đời 4 đã xuất hiện. Những tên hot đầu tiên của bắn chim rất chất lượng. Bắn Sa Ba vẫn chưa nâng cấp xong. Không biết bắn chặn thì sao. Yugi, vâng, các bạn có thể thấy rằng Yugi có lẽ đang đi móc máy rất khó chịu nhà của Nhãn Tử. Vì vậy mà điểm số của anh đang rất cao. Vâng, những pha giải e đại pháp rất lòng hoàng của game thủ bắn chim. Vẫn chưa nhìn thấy anh chỉ ở nhà BC, phải chăng bắn chim quên nâng cấp bắn chặn, hay anh đã nâng quá nhanh rồi. Timeline đang hồi lại vấn đề đây là tham đầy 4. Pháo to đang nâng cấp gần xong. Bơm đồ cho Yugi. Vâng, bơm rất nhiều đồ để Yugi có thể to ra. Nâng cấp chặt vàng 2. Đây rồi, Yugi tham 59/80. Như vậy là game thủ tiểu tiểu hiệp chạy khắp bản đồ để ăn hoang và phát triển hồi lại. Anh chạy cả sang góc nhà của bắn chim để làm việc. Xin lỗi các bạn, nhà của Yugi để làm việc. Chúng ta quay trở lại với bắn chim khi anh cầm quân đầy 4. Và thi đấu với một Nhãn Tử vẫn đang chỉ là đời 3.
sự khác biệt. Vâng, Nhãn Tử bây giờ mới đóng nhà chính để ăn vàng. Chiến thắng có lẽ là chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Chỉ cần một năm con pháo to đi cùng với những con hot thì rõ ràng Nhãn Tử sẽ không có cửa bật. Vâng, đi ăn vàng bên cả nhà của game thủ Tiểu Tiểu Hiệp. Rõ ràng những con hot đầy 4 đã có bắn chặn, cũng đã đủ để kết liễu game thủ Nhãn Tử rồi. Tiếp tục bơm đồ cho Yugi hồi lại, cho Yugi to ra. Có lẽ Yugi nên quản nhà Tiểu Hiệp để bắn chim một mình xử lý nhà Nhãn Tử đỡ mất tay. Anh vẫn đang điên cuồng xong dân. Vâng, đơn vị quân đầy 4 để nature nhà màu 6 của Nhãn Tử. Rất khó khăn, bắn xa hơn, có cả bắn chặn, không thể điều rờ được. Rõ ràng đây là lợi thế quá lớn dành cho game thủ bắn chim. Đông dân được mang ra để đập những con cung gờ, nhưng bây giờ thì bắn chim đã không để đây chỗ rồi. Tử Hiệp đang sang đỡ nhà cho game thủ Nhãn Tử. Như vậy các bạn có thấy rằng là game thủ Trung Quốc, các anh luôn luôn là đỡ nhà với nhau cực dẻo, phối hợp rất đồng đội. Vâng, bắn chim thể được lấy phá to rồi. Nông dân ở những bãi vàng mới của bắn chim rất đông và hung hãn. Tiếp tục đi ăn vàng nhà Tiểu Tiểu Hiệp. Tham lai chỉ còn 106, nhưng ở đơn vị quân đời 4. Vâng, anh quên nâng cấp bắn chặn. Như vậy là không phải là nâng quá nhanh mà là quên. Rõ ràng trong tên vừa rồi anh đã có nâng cấp bắn chặn rồi, thì các game thủ bên phía Trung Quốc sẽ khó lòng có thể ăn được đạo cung to của bắn chim bên phía nhà của Nhãn Tử. Bây giờ thì Tiểu Hiệp đang hồi lại khá ghê gớm. Tiếp tục bơm đồ cho game thủ Yugi. Có lẽ nhà Yugi quá xấu. Vâng, Tham Lai dường như đang cân. Đánh như vậy mà vẫn đang cân. Các bạn thấy sức mạnh của Tiểu Tiểu Hiệp và Nhãn Tử không hề đơn giản. Tiểu Tiểu Hiệp chết lâm sàn ngay từ đầu mà bây giờ Tham Lai vẫn cân. Rất ảo diệu. Tiểu Tiểu Hiệp có lẽ đã chạy toàn bộ sang góc 4 giờ để phát triển lại rồi. Trong khi bắn chim thì đang điên cuồng đi ăn vàng khắp trên bản đồ. Và anh đang sóc hót khá đều cộng với những con pháo to đứng thủ liên tiếp vào những con cung gờ và móc máy. Bắn chim đang hơi chủ quan, anh cần phải bo kín những nhà BE ở mặt từ bên phía nhà Yugi sang. Tiếp tục công sang nhà của game thủ Nhãn Tử bằng những con ca to và những con hot công nghệ quân đời 4. Đã có bắn chặn rồi, bây giờ sẽ là khó khăn hơn cho game thủ Nhãn Tử khi lần này đạo quân đã có bắn chặn. Vâng, Nhãn Tử vừa đóng P và dường như anh cũng sẽ kích 4. Không biết là anh đã kích chưa thôi. Nếu kích rồi thì rõ ràng cũng là một thế trận chưa thể nói trước được điều gì, khi Nhãn Tử đang là người to nhất trên bản đồ. Chứ không phải là game thủ bắn chim, thì Nhãn Tử đang chay cung gờ, rất trâu bò cung gờ. Pháo to của bắn chim đi khá lâu. Vâng, các bạn có thể thấy liên tiếp bắn chim bị chết dân trong những từ khi lên đời 4, bị chết rất nhiều dân. Có cần lây chờ không? Có cần phải chờ pháo to không? Hay chỉ cần lấy hot đi cho cung gờ thôi? Pháo to tới, hơi mụn màng khi mà số lượng quân đã chết đi là khá nhiều. Cẩu thôi. Pháo to của AC có bắn chặn, không lửa. AC dường như có thể lên được pháo thần, nhưng có lẽ điều đó là hơi xa vời. Vâng, Nhãn Tử vừa lên 4 xong. Chúng ta hãy cùng chờ xem Nhãn Tử đỡ nhà kiểu gì. Khi mà những con ca to đã được công lên, trận này tại sao bắn chim không công hai nhà ca cho đỡ vất vả? Thay vì việc anh kéo ca từ nhà lên thì việc công thêm hai nhà ca cũng là một việc cần thiết. Vâng, AC thì thậm chí còn có cả những con nông dân thần. Các bạn có thể thấy rằng là game thủ Tiểu Tiểu Hiệp vẫn đang đi móc máy bắn chim rất ghê gớm. Nông dân được mang ra để chọc ca to nhưng không thành công. Những con ca to đã có bắn chặn, vì vậy đang thể hiện sức mạnh của mình. Vâng, những con hot của AC đang được đẩy ra. Đơn vị số đơn vị quân của bắn chim công lên nhà của Tiểu Hiệp là không phải quá nhiều. Tham lai của anh vẫn chỉ giữ ở 129, còn bé hơn cả lúc anh chưa lên 4 và đánh cung G là có lúc tham lai 156. Chúng ta hãy cùng trở lại với màn hình máy của Yugi. Yugi đang có con màu 8 khá huyền ảo. Vâng, nhưng tham lai chỉ là 70 thôi. Nhà Yugi trận này không có rừng. Các bạn có thấy nhà anh không có rừng, nhưng anh đang có một tên móc rất hay vào nhà của game thủ màu 6 Nhãn Tử. Nhãn Tử chết khá nhiều dân trong tuần này đối với game thủ Yugi. Bây giờ thì trở lại với bắn chim để xem rằng tham lai của anh có tăng thêm không, khi mà đơn vị quân đời 4 của anh đã từ khá lâu. Tôi đã ra cắt dự rằng quyết trước phút 35 thì việc anh đang rằng co nhau tới phút thứ 51 trong game.
Đây là trận đấu thứ 5. Chưa hẳn là một trận đấu bản lề, nhưng rõ ràng cũng là một trận đấu rất quan trọng. Nếu giành chiến thắng thì rõ ràng là tâm lý sẽ thuộc về các game thủ khi mà các game thủ Việt Nam đã chiến thắng. Vâng, bây giờ thì dừng trên bản đồ đã dần dần hết. Các bạn có thể nhìn thấy một trận đấu 22 AC map Hill mà bây giờ rừng đã sắp hết rồi. Rừng nhà bắn chim sắp hết. Vâng, tham lai bắn chim đang to nhất bản đồ. Tham lai màu 1 đang rất bé. Bắn chim thì ăn hết số lượng vàng của nhà mình và nhà bên phía nhà tuyển thủ hiệp. Rõ ràng là anh sóc hot thôi. Cũng có lẽ là chống lại được những... Vâng, như vậy là dường như nhãn tử cũng đã có pháo to. Hay đây chỉ là pháo của game thủ bắn chim. Không thấy các game thủ bên phía Trung Quốc, đặc biệt là nhãn tử chơi pháo to. Rất bất ngờ, bơm đồ cho Yugi nhảy 4. Vâng, bơm đồ Yugi hai người lên 4. Vâng, như vậy là không thấy game thủ nhãn tử đánh pháo to. Nhãn tử đang cầm đúng dân đang đập pháo của game thủ bắn chim. Liệu là dân thần chưa? Vâng, nếu là dân thần thì sẽ cực kỳ phũ. Tham lai của bắn chim đang là 144/200. Một tham lai khá khủng. Bây giờ thì không nghĩ... Vâng, đây rồi, một tân cung đờ to của tiểu hiệp lại đang công vào nhà của bắn chim khi anh đang ăn vàng ở giữa bản đồ. Rất giằng co, các game thủ bên phía Trung Quốc vẫn đang cố gắng chảy cối. Nông dân thần rồi. Có lẽ là như vậy. Vâng, việc hết lực anh lên dân thần để chọc hot. Nhưng các bạn có thể thấy rằng số lượng vàng của bắn chim đang là 1.700. Rất nhiều vàng để bắn chim có thể chơi hot. Bắn chim có cần phải nâng cấp thêm cái giáp cho nó máu không? Vâng, giải E. Vâng, anh giải E quá sớm. Vì vậy mà game thủ tuyển hiệp đã chạy mất hình. Có lẽ là trước 1 giờ trong game các game thủ bên phía Trung Quốc sẽ quyết. Tỷ số sẽ là 3-2 cho bắn chim và Yugi. Vâng, thua trước 2 trận. Và sau đó ba anh đang lật ngược lại 3 trận đấu tiếp theo. Rất thuyết phục. Và có lẽ là nếu như đánh map to, map Hill ngay từ đầu thì cũng chưa biết thế nào. Chưa thể khẳng định rằng game thủ Việt Nam chúng ta có thua một trận nào nữa không. Vâng, các bạn có thể thấy rằng những con nông dân thần của game thủ màu 6 nhãn tử vẫn đang đi trước để những con hot ở phía sau. Vâng, giải E để bắt hot của bắn chim. Nông dân thần công 3 cộng 7 cực phũ. Vâng, việc lấy dân thần chọc hot là cả một vấn đề. Bắn chim có cần phải nâng giáp không? Vâng, anh vừa bị bắt một đạo quân rất to. Và các bạn thấy số lượng nông dân. Vâng, có vẻ như lại tiếp tục bị bắt quân trong nhà của nhãn tử chăng? Anh đang đổi hot lấy nông dân của game thủ nhãn tử. Vâng, những nông dân chọc nhanh như điện. Đúng là nông dân thần. Vâng, bắn chim chỉ cần lên thêm một vài cái giáp nữa thôi sẽ rất ổn. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với màn hình máy của game thủ Yugi để hiểu xem tại sao tham lai của anh lại to như vậy. Tham 116/148 cũng đã nhảy 4 thành công. Vâng, chưa, đang trên con đường nhảy 4 khi anh được bắn chim. Vâng, xong rồi. Xây gì? Dâng nhà ca chăng? Có cần phải cầu kỳ mức độ như vậy không khi mà các game thủ Trung Quốc thì anh lại không đánh ca. Vâng, các game thủ Trung Quốc không đánh ca mà anh quyết định đánh dân thần kẹp hot. Vâng, một chiến thuật rất tàu. Vâng, Yugi dâng khá nhiều nhà BK ở giữa nhà anh và nhà của game thủ nhãn tử. Trận này thì Yugi ở trận đấu thứ 5 này Yugi lên đời muộn hơn nhãn tử khá nhiều.
nhưng anh lại là người cầm chân được nhãn tử và sau đó đã có một đơn quân cùng với bắn chim ốp nhà Từ Tử Hiệp để cho Từ Tử Hiệp chết không có cửa để hồi phục lại. Và đó chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới lợi thế giành thắng trong thứ năm của hai game thủ Việt Nam. Vâng, đóng cả ca ở nhà, đóng cả ca công. Anh đang hơi thiếu gỗ để có thể xin ca. Chúng ta trở lại với màn hình máy của game thủ bắn chim. Đây là bắn chim tham 145. Không, có lẽ là các anh cũng chán, không muốn xem tham nữa rồi. Bây giờ thì số lượng dân thần của game thủ nhãn tử có lẽ sẽ bớt đi rất là nhiều sau tơn cực khỏe này. Vâng, cuối cùng thì game thủ Tiểu Hiệp đã quýt. Vâng, anh chế cối tới tận lúc 1:01:34 trong game. Vâng, các bạn có thể thấy rằng Yugi còn đang to hơn cả bắn chim. Tỷ số là 3-2 cho hai game thủ AOE Việt Nam.